Cái nhà bên kia em thấy nhà đó không? Đó là ông chủ của cái mảnh đất này ngày xưa, cả một vùng cực kỳ rộng lớn, rồi ông mới bán cho công ty Cát Tường, là ông chủ mà cả một cái khu vực đất khổng lồ này, trăm mấy chục hecta. Mất khoảng thời gian để lúc ba ngồi uống cà phê để đặt chải á ba.